Nay ngày 6 tháng 4 năm 2024, Hội Hoa Đức phối hợp với địa phương trao cho tiền cho hai hoàn cảnh như sau. Một là bé Di ấp Tân Hùng, xã Ngọc Chánh, Đầm Dê, Cà Mau, do bác Xin Hùng và Xì Tắc Hùng ở Canada tại chợ 500.000 đồng. Đây là lần giao thứ 21. Và thứ hai là cô Tiệp ở xã Tân Diệp, do bác Lâm Sinh Hùng và Thì Tắc Hùng ở Canada tại chợ 500.000 đồng. Đây là lần giao thứ 42. Do bé Di đi học, người nhà của bé Di nhận giùm, thay mặt cho nhà tài trợ địa phương xin chân thành cảm ơn nhà tài trợ. Cảm ơn nhà tài trợ. Cũng cảm ơn nhà tài trợ.